Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay vừa em có một số cây lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình nha. Thì mã đầu tiên là cây mai chiếu thủy dài đen lá lớn nha cô chú anh chị. Qua wow, trời bông. Cây cũng hơi vắng trực ha. Trời bông. Già dữ lắm già. Già mà da lên móc luôn nè. Đen mà móc luôn. Đế cũng đẹp lắm nha. Đẹp có điều cộng. Sự vi bầu cực kỳ mỏng nha cô chú anh chị. Dở cái bầu cái này. Sự vi bầu cực kỳ mỏng. Nó cây hình chậu ha. Đó. Phơm đây. Có hoa, có đang cho hoa trái luôn nha cô chú anh chị. Đó, đem xem dòng của chú anh chị mình xem mã số 1 nha. Đế cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Đây đây cũng có cái vết sẹo ở đây. Đó, đang cuốn rất là tốt ha. Thân này cũng có vết sẹo ở đây nữa. Là cuốn mát hai bên rất tốt nha cô chú anh chị. Sẹo đằng sau đây thì cuốn kín rồi. Trên đây cũng có cái sẹo nhỏ trên đây ha. Cuốn rất tốt, tầm thời gian nó sẽ cuốn kín thẹo nha cô chú anh chị. Đây, rồi xây một vòng đó để báo ông số nha. Bông chùm chùm rất là đẹp luôn nha. Rồi báo ông số mã số 1 nha. Tổng hoành của cái bệ đế dưới đây là 60 nha. Rồi em sẽ đo cái hoành góc ở đây. Hoành góc ở đây là 16 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao là 62. Hết tới ngang. Hết tới ngang rồi chiều ngang ở đây đi ha. Hết tới ngang là 75 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 nha. Và nhà vườn bên em bao ship bao bầu nha cô chú anh chị. Đó. Chung bán không có chậu cho nó được cái mức giá rẻ nhất nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ em sẽ lên tiếp mã số 2 nha. Còn giá rồi em lên tiếp mã số 2 số 2 nha cô chú anh chị. Qua tại cái me này quá. Số 2 vậy. Có nuôi đùi nha cô chú anh chị. Già lắm nha. Mèo quái nuôi đùi. Tại cái đùi luôn. Tại cái đùi nó bằng ngón chân cái luôn rồi. Đường thân rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quái. Đây. Đường thân nó ghê lắm. Mã số 2. Đế quái. Cây nằm chậu lâu rồi nha cô chú anh chị. Cây thường chậu. Già nó lên nu nằm lúm lúm lên rồi. Dữ lắm già. Chắc có tái luôn rồi. Tiền nào có tái không biết nha. Cây già lắm già ha. Thân sữa rất là đẹp nha. Đó. Đem cho cô chú anh chị coi phơm tàn nè. Rồi. Qua tí cái phơm. Có dẫn xuống, dẫn xuống. Đó, đặt được. Đây, đây. Đó. Đây, thật. Dẫn xuống. Cốt cành nuôi. Rồi, để xuống. Thân còn lắm. Rồi. Vậy em sẽ báo thông số mã số 2 nha cô chú anh chị. Hoành góc nó ở đây là 21 nha. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 40. Hết tán ngang. Hết tán ngang của nó là 76 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.700.000 nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship bó bầu nha cô chú anh chị. Đó. Ship bó bầu hết luôn nha. Cho nó cũng nhẹ phần với lại chậu rồi khi đóng đi em cũng sợ bị ảnh hưởng nha. Cái già lắm. Nhiều khi cũng sợ hơi không có chậu cho nó dễ. Cực kỳ già, cực kỳ quái luôn. Thơm, hết biết của thơm. Cây nuôi đầy đủ ngọn cốt lên đầy đủ. Gốc to. Rồi giờ em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 là một cây kim quýt ha. Trời. Dạ. Cây già lắm rồi nha. Thời em có ngoài để lại. Cực kỳ già luôn ha. Cây dáng cũng bay bay nha. Đây cái phơm này. Già lắm. Phơm tàn thấy dần xương bên dưới nhìn lên đây. Đó, cầm tay. Mã số 3. Kim quýt ha. Nhóc đế nữa đây. Dòng này cũng xiên hoa trái lắm nha cô chú anh chị. Bữa nó ra rồi còn nó hơi ít lại. Chưa có trái ha. Rồi giờ em sẽ báo con số mã số 3 nha. Này, hoành góc nó đây là 14 nha. Góc 14 nha. Chiều cao của cây. Chiều cao là 13. Đó, phôn tán là 30 nha. Thì mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k ha. Đó là nhà vườn mình em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha. Cây nhỏ ship có chậu nha. Đó.
Rồi, giờ em lên tiếp mã số 4 nha. Rồi, em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 ha. Số 4 cũng là một cây kim vít luôn nha. Hàng này cốt cành cũng khá là to nha cô chú anh chị. Góc quái ha. Không hô quái nhưng góc nó bye bye nha. Đó. Nên cho cô chú anh chị xem dàn xương đây nè. Dạ dưới lắm, dạ. Dạ lắm dạ nha. Xương dưới đây nha. Rồi, giờ em sẽ báo thông số mã số 4 nha cô chú anh chị. Mình góc nó đây là 14 nha. Chiều cao của cây. Chiều cao là 22. Phát tán. Phát tán mới ra tới tới đây là 45 nha. Thì mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750k nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Thì mã số 4 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay, thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em ha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh đó thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em nha. Rồi em xin cảm ơn rất là